Bước sang năm Quý Mão, nhiều họa sĩ nghệ nhân đã sáng tạo nhiều sản phẩm mang hình dáng linh vật của năm. Trong đó phải kể đến bộ bàn ghế 7 con mèo độc đáo của họa sĩ nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát ở Hà Nội. 7 chiếc ghế là 7 sắc màu với hình ảnh 7 chú mèo mang 7 sắc thái khác nhau, được định giá là 1 tỷ đồng và sẽ được bày bán trong dịp Tết Quý Mão 2023. Bộ bàn ghế độc đáo này được chế tác từ gỗ mít, gỗ lũa. Các họa sĩ mất gần 2 năm để hoàn thiện. Ngoài chất liệu sơn mài, bộ tác phẩm này còn được dát vàng, bạc, vỏ bò ngư và vỏ trứng. Chia sẻ về bộ tác phẩm này, họa sĩ nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho biết mỗi chiếc ghế được tạo dáng và kích thước khác nhau, thể hiện trạng thái của từng chú mèo. Trên mỗi chiếc ghế đều có họa tiết dân gian như đám cưới chuột, chú bé ôm mèo, chăn trâu thổi sáo. Riêng chiếc bàn được tạo hình một chú cá rất to, sơn mài độc đáo trên chất liệu gỗ. Tổng thể bộ tác phẩm thể hiện một bữa tiệc Quý Mão 2023 thông qua hình ảnh gia đình mèo. Với những chất liệu và kiểu dáng độc đáo, đây là bộ tác phẩm duy nhất không tái bản.